những quan điểm cách làm quen thuộc trong việc ở cữ từ xưa đến nay. Là các mẹ bắt ở cữ là không được nói chuyện với người khác này. Kiêng nước phải đến 10 ngày đến 15 ngày. Chỉ được lau người thôi, không được tắm. Và kiêng gội đầu mình phải kiêng đến 15 ngày ấy. Liệu có chính xác? Giai đoạn hậu sản chúng ta tránh chứ không phải là kiêng tuyệt đối. Vì khi mà chúng ta kiêng quá như thế là người phụ nữ dễ dẫn đến vấn đề trầm cảm sau sinh. Ăn móng giò nhiều quá sẽ dẫn đến người phụ nữ sẽ rất dễ bị béo phì. Nếu sản dịch mà ra trên một tháng thì là chúng ta cũng bắt đầu phải để ý, vì đó cũng có thể là những cái dấu hiệu liên quan đến sự bất ổn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cái lần mang thai về sau. Tất cả những kiến thức chính xác cần thiết trong giai đoạn hậu sản của người phụ nữ sẽ được bật mí tại Talk Show Khỏe để sống vui. Mời quý vị đón xem vào lúc 18:30 Chủ nhật ngày 30 tháng 10 trên kênh Style TV VTV Cap 12.